Xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì Toản Phong Thủy xin giới thiệu đến cho tất cả các bác một bộ ấm chén bằng đồng mạ bạc cao cấp của bên nhà em. Hàng số lượng có hạn các bác nhé. Ở đây thì bộ ấm chén của em chất liệu là bằng đồng vàng cát tút, đồng chuẩn 100% và được mạ bạc. Mạ bạc ở đây là công nghệ mạ bạc thủy phân, độ bền lên đến vài chục năm. Nhà em cam kết bảo hành cho các bác là riêng cái phần mạ bạc là bảo hành 20 năm, không bao giờ sợ bị bong tróc. Bộ ấm chén này của nhà em thì gồm có một ấm và 6 chén. Chén rất là đặc biệt, chén dạng ly. Đây, đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Được đúc là long phụng, tỉ mỉ, hoàn toàn thủ công, 100% là bằng tay các bác nhá. Đấy, đúc xong được mài rũa bằng tay và đi mạ thủy phân ạ. Đây các bác thấy ạ, nòng của chiếc chén rất là trắng và nó rất là đẹp, độc đáo vì là đây là bằng bạc. Với những chất liệu bằng bạc 100% thì chi phí để sản xuất nó rất là lớn. Đấy, nhưng mà khi mà mình sử dụng là đồng mạ bạc 100% này, tức là mạ cả trên, cả dưới, cả trong, cả ngoài, cả bên trong lòng ấm cũng thế, bên trong ấm cũng mạ thủy phân các bác ạ. Cho nên là cái chi phí nó rất là rẻ. Thì bộ ấm chén này bên nhà em bán chỉ có giá là 2.650.000 là các bác đã sở hữu được một bộ ấm chén bằng đồng mạ bạc. Hoặc nếu như mình có nói là bằng bạc thì cũng không ai biết được, bởi vì chất liệu ở đây là bằng đồng. Đấy, nó cũng tiệm cận với là bạc và công nghệ mạ ở đây rất là cao cấp. Đây các bác thấy ạ, cái ấm của bên nhà em nó cũng là cái ấm dáng cao như này. Các bác trưng bày phòng khách thì nó rất là sang trọng. Đấy, mình có thể nói là bằng bạc thì cũng không ai có thể là biết được. Đấy, dáng ấm rất là đẹp ạ. Đây, đây là cái lắp ấm mở ra. Đấy, bên trong nhá, em mở ra cho các bác xem. Bên trong là nhà em cũng mạ cả trong luôn. Đấy, chứ không phải là chỉ mạ mỗi bên ngoài. Cả trong cũng mạ cả trong cả ngoài nhá. Mạ cả lắp. Đây, rất là đẹp. Thì các bác có thể là để pha trà hay là để rót rượu đúng không ạ? Thì bộ này, cái dáng này thì chúng ta để rót rượu thì rất là tuyệt vời. Hay là để trưng bày ở phòng khách, hay là trưng bày trên ban thờ ạ. Đây là long phụng các bác ạ. Một bên là long nhá. Đây, một bên là long. Đấy, mạ bạc lên nhưng mà vẫn hiển thị được rất là đầy đủ những cái chi tiết của có con rồng. Đây ạ. Đấy, bên này là phụng. Các cái chi tiết là được chạm trổ bằng tay. Đấy, khi mà chế tác bằng đồng. Ở bên trên hai bên này là rơi phú quý các bác nhá. Đây, rơi phú quý. Các cái họa tiết nó được làm nổi bật rất là rõ nét và được mạ cực kỳ là tinh xảo. Và giá thành thì rất là phải chăng. Đây các bác thấy ạ, mạ cả trong cả ngoài. Thì bộ ấm chén này nó có 6 chén nhá. 6 chén, đây là chén ạ. Đây, các cái chén thì bên nhà em làm rất là tỉ mỉ. Đây, cái lòng chén ạ. Không ai biết đây là bằng đồng mạ bạc cả. Cực kỳ là tuyệt vời. Còn đây là cái đĩa. Đây, cái đĩa bây giờ em sẽ đo cụ thể cho các bác nhé. Chiều cao của cái ấm ạ. Chiều cao của ấm là nó rơi vào khoảng 16cm các bác nhé. Chiều cao ấm là 16cm ạ. Rồi, chiều cao của chén này. Chiều cao của chén. Đấy. Chiều cao của chén là 6cm ạ. 6cm. Miệng chén. Miệng chén là 3,5cm. Còn cái bề ngang của cái ấm ạ. Bề ngang của ấm là 12cm các bác nhá. 12cm. Rồi, còn đường kính của đĩa. Đường kính của đĩa. Rồi, bây giờ đo cái đường kính của đĩa. Đường kính của đĩa là tròn 20 phân. Dạ. Tròn 20 phân. Đĩa thì cũng được làm thủ công nhá. Bên trong thì là đục bằng tay. Còn bên ngoài thì đột các bác nhá. Bên ngoài vành thì đột, cũng được mạ bạc. Rất là đẹp. Các bác nhìn cho em nhé, mạ bạc với cả mạ inox nó khác nhau nhá. Màu bạc nó trắng thì ai cũng biết rồi, còn inox thì nó sẽ rất là bóng, kiểu bóng màu thép. Còn đây là bạc nhé các bác nhé, tráng một lớp bạc thủy phân thì các bác biết công nghệ mạ bạc thủy phân nó rất là dày. Đấy, rất là sang trọng. Bây giờ em xếp lên đĩa, quay cho các bác xem một lượt. Thì bộ ấm chén này của nhà em bán với giá là 2.650.000 miễn phí vận chuyển toàn quốc cho các bác. Thì các bác được kiểm tra hàng đấy trước khi thanh toán. Đặt hàng của nhà em thì các bác không phải mất cái chi phí gì cả. Các bác chỉ cần đọc tên, địa chỉ, số điện thoại cho em là em giao về tận nhà cho các bác. Rồi các bác được quyền mở ra kiểm tra đấy trước khi thanh toán. thì không ưng thì các bác hoàn về cho em, không có làm sao và không mất thêm một chi phí nào cả. Đấy, nhưng mà bộ ấm chén này của em thì số lượng có hạn, nó chỉ khoảng mấy chục bộ thôi, bởi vì là làm bộ này rất là mất thời gian và nó cũng là đồng mạ bạc cho nên bán giá không được cao, chỉ 2.650.000. Đấy, nhưng mà các bác có được cái bộ ấm chén rất là đẹp đúng không ạ, cao cấp và đặc biệt, bởi vì là không có trên thị trường đâu ạ, chưa có cái xưởng nào ở Việt Nam có thể là làm được cái bộ này, hoặc là người ta chưa làm. Thì bộ này của nhà em là ra đầu tiên đấy ạ, thì chỉ có 100 bộ, cho nên các bác nào nhanh tay đặt hàng ngay ngày hôm nay, ngay tại cái livestream này của nhà em, thì em bán với giá là 2.650.000, miễn phí vận chuyển toàn quốc cho tất cả các bác. Bộ ấm chén này của em thì kích thước là em vừa đo cho các bác rồi, nó nhỏ nhỏ vậy thôi, nhỏ nhỏ xinh xinh, thì các bác để chơi, để trưng bày, để rót rượu mời khách rất là tuyệt vời. Rồi, các bác mua hàng thì gọi điện thoại cho em theo số là 036 567 7879, 036 567 7879. Xin được cảm ơn tất cả các bác.